tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ ở đây rất là cao, rất là tận tình và chu đáo. Các cô rất quan tâm đến bệnh nhân, bác sĩ rất nhẹ nhàng, ai cũng kiểu tận tình và yêu thương bệnh nhân lắm. Tượng đầu tiên của em là các thái độ của các bác sĩ và các chị y tá ở đây là rất là thân thiện và nhiệt tình. Đi nhờ các bác sĩ vì điều dưỡng hàng ngày là quan tâm động viên, thì tôi đã dần dần là đã vững tâm hơn để điều trị tiếp. Bác sĩ đến thì sẽ hỏi và quan tâm từng người một ạ. Không chỉ là về bệnh mà cả về tất cả các yếu tố khác có thể là giúp cho bọn em có thể có kiểu động lực hơn để chiến đấu với bệnh ạ. Không cảm giác là bị lạ lẫm mà mình như là môi trường ở trong này và đối với cả những bệnh nhân khác ấy, thì cảm thấy cho mình có động lực hơn ấy, vui vẻ hòa đồng như là nhà mình ấy. Được sự chăm sóc coi như là tư vấn của các bác sĩ thì coi như về bản thân coi như cũng thấy là yên tâm để coi như là điều trị. Là nhân ngày 27 tháng 2 thì là em có gửi lời chúc đến các cán bộ và các anh chị y tá và bác sĩ ở bệnh viện huyết học này, lời cảm ơn và là chúc các bác sĩ là luôn luôn mạnh khỏe và hoàn thành công tác tốt ạ. Cái lời chúc mừng thì nói thực ra rất là nhiều lời chúc mừng bác sĩ, nhưng mà có lẽ là cô đọng lại nhất là vẫn mong muốn là chúc cho toàn thể các bác sĩ là có một sức khỏe dồi dào. Xin gửi tới các bác sĩ, y bác sĩ, các điều dưỡng và tất cả các nhân viên trong bệnh viện là một lời chúc sức khỏe, chúc mọi người mạnh khỏe để cố gắng là chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân được tốt hơn. Em cảm thấy rất là vui khi mà được điều trị ở bệnh viện này và em cảm ơn bác sĩ và bệnh viện đã tạo cho em một cái sân chơi bổ ích đến tận ngày hôm nay. Chị rất là muốn cảm ơn các bác sĩ và các cô điều dưỡng, những người chăm sóc các bệnh nhân ở đây. Chị xin cảm ơn, xin trọng ơn tất cả các bác sĩ và các lãnh đạo ở đây. Chị xin trọng ơn luôn. Cho em cũng thay mặt tất cả mọi người cũng như bệnh nhân hemo ở khoa hemo thì em cũng gửi lời cảm ơn, gửi lời chúc sức khỏe đến trong ngày 27 tháng 2 gần ngày Thầy thuốc Việt Nam gần nhất. Chúc tất cả các bác, các chị, các cô, các chú, các anh một nhiều sức khỏe và cũng luôn là ngôi nhà thứ hai của bọn em ạ. Xin kính chúc toàn thể cán bộ, lãnh đạo, bác y bác sĩ, mọi các đồng chí là nhân viên phục vụ, bảo vệ, tất cả cán bộ nhân viên của bệnh viện một năm mới luôn mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, hoạt động và công tác thật tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Y tế giao cho. Xin cảm ơn. Con muốn chúc tất cả các bác sĩ thật mạnh khỏe để chữa bệnh cho thật nhiều người ạ. Nhân ngày 27 tháng 2 ngày Thầy thuốc thì em xin kính gửi tới tất cả các bác sĩ, các điều dưỡng của bệnh viện cũng như là có thật nhiều sức khỏe và công tác tốt và luôn yêu nghề, luôn có thể quan tâm tận tình chăm sóc tới các bệnh nhân của mình.